Trời ơi, mến chào các bạn. Có nhiều bạn hỏi mấy đầu bánh xích lắm này, anh Đô mới về một chiếc. À quên, bánh hơi quên, lộn, có vậy cũng lộn. Model là BW20-1 Komatsu. Ồ, cái dòng này ngon lắm nha. 20-1 là nó là gầu 01 đó các bạn. À, mới về nước sơn đồ rin hết ha. Chưa rửa nữa. Chưa rửa luôn. Chưa rửa. Rồi mình lên coi thử coi ha. À, nước sơn rin hết ha. Dòng này thì cơ. À, mới vừa về xong hả? À, cơ nha các bạn nha. Này cơ hay thủy lực anh? Cơ hả? Cơ hết. Ô yên nó rin luôn ta. Hai cầu. Thì mấy đào thì phải hai cầu chứ. Mấy một cầu là đời xưa lắm rồi anh. Một cầu nó sao anh? Một cầu nó xưa lắm rồi, còn mấy đời này nó hai cầu hết chứ. Đây nè, hộp số nó ra hai cầu hết nè. Rin luôn hả? Từ A đến Z hả? À, chiếc này anh lấy về nào? Qua hả? Máy móc đồ ok không anh? Bộ bô hả? Cái này nó quấn amanyan mà. Thì nó cho mình à, nước sơn đen còn. Động cơ Komatsu. À, cái gì mà ta? 3D64-1 và 3 máy. Cái gì anh? Để sao B đúp 20 rồi B đúp 30 là sao? Là hai model. Hai model. Model B đúp 30 và D đúp 20 đó, nó hướng dẫn để mình chế nhớt đó mà. Nhớt nhau đó mà. Là 20 30 nó không giống nhau, nó chênh lệch nhau một phần thôi. Như chiếc này giờ về mình định bán nhiêu anh? Trăm mấy thôi hả? Bánh hơi đồ chạy ngon lành cạnh đào chứ. Đó lên đề cái nổ máy thử coi được không? Không được. Để cho này nó lên thôi, ra chỉ anh nổ máy vậy thôi được rồi. Khúc lúc khác rồi lên đi. Giờ em đang bận lắm. Anh đâu phải đi đường đó đâu, anh lên xe anh ngồi kìa. Ồ, ngon lành ha. Đâu nhấc cái gầu thử coi. Lên ngồi chảnh coi. Động cơ thì quá ngon rồi đó. Quá wow. Gầu đồ quá ok rồi ha. Rồi hạ xuống đi anh ơi. Wow. Quá ngon hả? Cụp gầu xuống. Nó đang còn cụp kìa. Anh phải vô nhớt cho mấy cái dây á. Rồi anh được rồi anh. Bánh bẻ coi, bẻ tay lái coi. Nó bẻ hai chiều luôn tay. Dạ, rồi lấy thẳng lại. Rồi tắt máy đi, chưa có nước trong máy kìa. Ui.
lên rồi. Cái gì? Nó kéo một thắng nó kẹt mẹ rồi. Tắt máy mà cũng không biết nữa, phải đợi đệ tử tắt. À, bơm 3-4 tầng luôn. À, vừa điều khiển nè, vừa tay lái đồ nè, bánh rồi ha. Thắng rồi, hệ thống bơm dữ dằn ra. 3 tầng trước là van điều khiển, 3 tầng thường thường 3 tầng không à. Mình nói thử 4 tầng rồi, khán giả có chửi không? Rồi, rất là tuyệt vời. Nước thì anh tháo ngóc ra, anh xả nước anh để quên đâu à? Đếm có vô nổ máy ngon lành cành đào chứ. Chạy sơ cho bà con coi thử thôi. Máy móc hoạt động ok các bạn. Này cũng bán 100 mấy thôi. Giá mềm, giá rẻ cho bà con xài chơi. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với ông chủ qua số điện thoại 0913 756 734 nha các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn. Coi chừng nó tán mấy cái ổ điện đó nha. Anh coi cho kỹ coi chừng tán mấy cái ổ điện á. Xe chạy bình hả, xài xăng anh? Sao vậy? Con cái này cháu quên là ba. Động cơ em đến nỗi mà nghe không thấy tiếng nổ luôn. Em hơn xe hơi. Thường 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 nó có cái bát mà. Bây giờ nó có bát trầu mẹ. Anh móc vô đó nó rớt không? Không rớt đâu. Móc vô demo hả? Anh đi ấy đi. Sao không? Rớt không đó? Ôi, ôi, khoan. Ôi. Cái đó bằng nhôm bể anh. Anh móc đây nè. Cái đó bằng nhôm nó bể á. Nhôm hay sắt? Sắt. Sắt hả? Nhôm đâu. À sắt hả? Nó ra con tán này đây nè, nó bùi lon nè. Con... Không ý em sợ nó bể, sắt nó bể. Bể bỏ hả? Công nhận xe gan ti thôi ha.
trò đùa. Rồi bay xúc bô gió à không sao, những cái trò đùa à. Không sao không sao, cái vụ cái xích này nè à. Thank you.